Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sao cho cái đoạn video của chúng ta vào cái khung ảnh. Thì như các bạn thấy, mình đang có một cái đoạn video mà đã được lồng vào một cái TV. Đó. Thì tại sao lại phải lồng như này? Thì thông thường các bạn làm video về up lên YouTube ấy, thì sẽ bị đánh bản quyền. Thì khi các bạn lồng vào cái khung ảnh như này vừa đẹp, thứ hai nữa thì vấn đề bản quyền thì nó sẽ bớt bị nặng hơn. Một số cái nặng thì nó sẽ quét được, còn nhẹ thì các bạn sẽ có thể giữ up bình thường. Đó, thì như các bạn thấy thì mình đã lồng vào một cái tivi, nhìn thì nó cũng không quá là chướng mắt đúng không các bạn? Còn nếu như các bạn lồng vào các cái khung ảnh khác thì nhìn nó rất là khó coi. Ok, thì làm sao để lồng được như thế này? Thì các bạn mở Camtasia lên. Các bạn ấn New Project. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ lên cốc và chúng ta tìm cho mình cái ảnh TV chẳng hạn. TV đó. Chúng ta sẽ vào hình ảnh để tìm một cái hình ảnh phù hợp. Thì ở đây các bạn có thể chọn một cái hình ảnh bất kỳ. Mình lấy giả sử như cái TV Panasonic này nhé. Thì các bạn lưu ý chọn cái độ phân giải nó cao cao một xíu để cho cái ảnh nó nét. Thì mình thấy toàn là cái độ phân giải thấp, 3550 x 340. Ok, mình sẽ thử lấy cái ảnh này đi. Cũng không tìm được cái nào nó nét hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bật Camtasia lên và chúng ta import file ảnh vào. Và chúng ta sẽ kéo xuống cái dòng check 1 đây. Chúng ta sẽ thêm cái đoạn video mà chúng ta muốn lồng vào nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ kéo xuống đây này. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ kéo làm sao cho nó vừa đủ với cái video của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái khung ảnh làm sao cho nó vừa với cái TV. Đó. Đó, như các bạn thấy thì nó cũng khá là vừa rồi. Thì bây giờ giả sử như là nó lại vẫn còn bị mắc thì các bạn có thể ấn vào đây và chúng ta có thể kéo lên kéo xuống đấy, nếu mà nó bị thiếu ấy. Đó, kéo lên. Và cái mục này thì các bạn có thể xoay được đấy. Giả sử cái tivi nó nằm ngang thì các bạn có thể xoay ngang, nó nằm dọc thì các bạn có thể xoay dọc cho nó phù hợp với khung ảnh. Thì ở đây thì cái tivi này nó không có nằm ngang nằm dọc thì mình sẽ để cho 0.0 nhé. Đó. Tiếp theo nữa là cái mục vĩ độ này này. Thì giả sử như là nó bị check lên trên thì chúng ta sẽ ấn cho nó lên trên. Đó. Thì cái khung ảnh bên cái video của chúng ta sẽ được chuyển lên trên, chuyển xuống dưới. Làm sao cho nó vừa với khung. Ok, đơn giản vậy thôi các bạn. Nhìn nó cũng khá là đẹp mà. Tiếp theo đó thì chúng ta chỉ cần xuất file ra thôi. Ấn local file.
và ấn mình sẽ xuất 1080p nhé. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ xuất ra ngoài. Ok, thì video của mình chia sẻ ở đây thôi. Nếu như các bạn thấy hay mà bổ ích thì like đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các clip sau.